Thôi. Mình là Nhật Khoa, hôm nay mình sẽ báo cáo bài brainstorm lấy máu cuốn gốm của trẻ gửi ngân hàng để làm gì. Bài báo cáo của mình lấy tên tiêu đề là Umbilical Cord Blood Banking, là lưu trữ máu cuốn gốm. Bài viết của mình gồm có 7 phần như các bạn thấy. Mình sẽ đi vào phần đầu tiên là định nghĩa. Định nghĩa cuốn gốm thực ngữ là umbilical cord, là một cấu trúc hình ống kết nối giữa bào thai với nhau thai. Chức năng chính là cung cấp oxy và các chất dinh dưỡng cho bào thai, cũng như vận chuyển các chất thải từ bào thai ra ngoài. Kế đến là máu cuốn gốm. Máu cuốn gốm, cord blood, là máu còn lại trong cuốn gốm và nhau thai. Ngay sau khi cuốn gốm được cắt lúc mới sinh, thì máu cuốn gốm cũng bao gồm các tế bào máu là hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và huyết tương. Nhưng điểm đặc biệt là máu cuốn gốm có chứa một lượng giàu tế bào gốc đa năng tạo máu. Vậy tế bào gốc là gì? Tế bào gốc hay thuật ngữ là stem cell là những tế bào chưa biệt hóa, là không có một chức năng cụ thể nào. Nó có thể phân chia để tạo thành những cái tế bào gốc khác giống như nó, hoặc là nó có thể biệt hóa để tạo thành các tế bào chuyên hóa có chức năng cụ thể. Ở đây chúng ta cần phân biệt cái thuật ngữ stem cell là tế bào gốc và germ cell là những tế bào mầm, là những tế bào sinh dục có khả năng phân chia qua giảm phân để tạo thành các giao tử là tinh trùng và trứng 1N. Phân loại tế bào gốc, đây mình giới thiệu hai cách phân loại. Cách phân loại thứ nhất là theo nguồn gốc. Theo nguồn gốc có hai loại là tế bào gốc trưởng thành và tế bào gốc phôi. Tế bào gốc trưởng thành, adult stem cell, ASC, là những tế bào chưa biệt hóa, được tìm thấy trong các mô đã biệt hóa ở người trưởng thành. Và tế bào gốc phôi, embryonic stem cell, ESC, là những tế bào nguyên phát từ phôi. Cách phân loại thứ hai là theo khả năng biệt hóa, thì sắp xếp theo khả năng biệt hóa từ cao đến thấp. Thì cao, đầu tiên là totipotent, là tế bào gốc toàn năng. Đây là tế bào gốc trong hợp tử hình thành sau khi kết hợp giữa tinh trùng và trứng. Thì đây là tế bào trong những lần phân chia đầu tiên của hợp tử. Kế đến là pluripotent, tế bào gốc vạn năng, là thế hệ con của tế bào gốc toàn năng. Nó cũng có khả năng giống như tế bào gốc toàn năng là biệt hóa thành tất cả các loại tế bào trong cơ thể, cũng như là tạo thành một cá thể mới. Tiếp theo là multipotent, là tế bào gốc đa năng. Tế bào gốc đa năng thì nó cũng biệt hóa được thành hầu hết các tế bào trong cơ thể, nhưng chỉ những tế bào mà nó có quan hệ họ hàng với nhau. Ví dụ như là tế bào gốc đa năng tạo máu trong tủy xương. Tiếp theo là tế bào gốc một vài tiềm năng, oligopotent, có thể biệt hóa thành một vài dòng tế bào trong một tập thể họ hàng. Thì nó thấp hơn tế bào gốc đa năng một bậc. Thì từ tế bào gốc đa năng, như ví dụ hồi nãy là tế bào gốc tạo máu trong tủy xương, thì biệt hóa thành hai dòng là dòng tủy và dòng lympho. Thì tế bào gốc dòng tủy chính là cái loại tế bào gốc một vài tiềm năng, oligopotent. Cuối cùng là tế bào gốc đơn năng, monopotent, chỉ tạo ra được một loại tế bào như bản thân chúng. Thế là kết thúc phần phân loại. Như vậy cái loại tế bào máu gốc trong cuốn gốm chính là loại tế bào gốc toàn năng, chính là loại tế bào gốc đa năng, multipotent. Thành phần máu cuốn gốm, số lượng tế bào đầu dòng trong 1 ml máu cuốn gốm là 8.000 tế bào hồng cầu đầu dòng, 13.000 cho tới 24.000 tế bào đầu dòng tủy, 1.000 cho tới 10.000 tế bào đa năng. Kết thúc phần đầu tiên định nghĩa. Kế đến là phần thứ hai là thu thập máu cuốn gốm. Mình sẽ sơ lược ra cái cách người ta thu thập máu cuốn gốm.
thì thời điểm là ngay sau khi sinh. Có nhiều cách để thu thập máu cuốn gốm và cái biện pháp thường được sử dụng nhất là kỹ thuật kính. Người ta sử dụng một cái ống với cái đầu kim để dẫn máu từ cuốn gốm qua kim vào trong một cái túi thu thập. Thì bằng cái phương pháp này thì lấy được khoảng 75ml máu, và máu sau khi được lấy trong túi thu thập sẽ được đưa vào bảo quản lạnh và lưu trữ trong ngân hàng máu cuốn gốm. Kết thúc phần số 2 là phần kỹ thuật. Cái đó là phần 3, phần ưu điểm. Ưu điểm của mình giới thiệu sơ lược là ba cái ưu điểm chính. Ưu điểm đầu tiên là giảm thiểu nguy cơ các biến chứng trong cái ghép. Thì đây là cái sử dụng tế bào gốc của chính cái đứa trẻ để cấy ghép lại cho nó, thì được gọi là phương pháp cấy ghép tự thân, là thuật ngữ là autologous transplantation, là để tránh việc đào thải mẫu ghép có tính phù hợp cao với thể nhận. Cái biến chứng thường gặp nhất trong đào thải trong cái ghép là GVHD, là Graft and Host Disease, là biến chứng gặp khi mà thể cho và thể nhận khác nhau. Do tế bào máu gốc cuốn gốm chưa trưởng thành nên phản ứng miễn dịch đối với sự thải ghép nó giảm. Ưu điểm kế tiếp là có thể sử dụng ngay khi cần. Thì vào tình huống khẩn cấp cần cấy ghép tế bào gốc, thì việc lưu trữ tế bào gốc trong ngân hàng máu sẽ giúp chúng ta có ưu điểm vượt trội về cái thời gian, giảm thiểu được hậu quả và điều trị sớm nhất, đồng thời cũng tiết kiệm một khoản tiền lớn. Vì cái việc tìm kiếm tế bào, nếu mà không có lưu trữ tế bào máu gốc trong ngân hàng máu thì cái việc tìm kiếm tế bào gốc để cấy ghép phù hợp là vô cùng khó khăn. Và trong trường hợp tìm được thì ở Singapore một mẫu ghép phù hợp có giá lên đến 75.000 đô. Ưu điểm cuối cùng là đơn giản, dễ thực hiện và an toàn. Nó không có không quá khó, không gây đau và không ảnh hưởng đến quá trình sinh sản của mẹ và bé, được thực hiện ngay cả khi sinh mổ cũng như sinh thường. Đó là kết thúc phần ưu điểm. Đến phần 4, công dụng của tế bào gốc máu cuốn gốm. Công dụng nổi bật đầu tiên là tạo máu. Thì mình sẽ sơ lược về cái quá trình tạo ra hồng cầu trong tủy xương từ tế bào gốc dầm tủy. Từ tế bào gốc tủy xương thì stem cell thành erythroblast, là tiền nguyên hồng cầu, qua các giai đoạn phát triển của nguyên hồng cầu, nguyên hồng cầu ưa axit, nguyên hồng cầu đa sắc, nguyên hồng cầu ưa bazơ, và tới hồng cầu lưới. Thì đây nó có ghi là hồng cầu lưới sẽ tồn tại trong tủy xương trong 3 ngày thì nó sẽ đi vào trong dòng máu. Sau 24 cho tới 48 giờ thì nó sẽ thành hồng cầu. Thì đời sống của hồng cầu kéo dài khoảng 120 ngày thì nó sẽ thành trở thành hồng cầu già. Thì đó là quá trình tạo hồng cầu sinh lý bình thường trong cơ thể. Còn cái tế bào gốc trong máu cuốn gốm á, nó cũng có khả năng tạo máu, và so sánh với tế bào gốc trong tủy xương thì khả năng tăng sinh của nó mạnh hơn gấp 8 lần, và cái số lượng tế bào CD34 là số lượng tế bào tạo máu của nó nhiều hơn tế bào gốc trong tủy xương gấp 4 lần. Đó là những ưu điểm của nó so với tế bào gốc trong tủy xương. Công dụng thứ hai là khôi phục lại tủy xương sau xạ trị trong các bệnh ung thư. Xạ trị là phương pháp thường được sử dụng trong điều trị các bệnh ung thư. Xạ trị nó tấn công các tế bào ung thư đang phân chia, nhưng đồng thời nó cũng ảnh hưởng đến các tế bào lành, nó tiêu hủy các tế bào ung thư và cũng tiêu hủy các tế bào lành. Thì việc cấy ghép các tế bào gốc nó sẽ giúp phục hồi lại cái số lượng cái các tế bào lành đã bị mất đi, và cái nguồn tế bào lành này rất là an toàn, bởi vì tế bào gốc trong cuốn gốm nó còn cái tính nguyên thủy của nó và nó không mang mầm bệnh. Kế đến là thử nghiệm thuốc. Thử nghiệm thuốc thì người ta có thể là phát triển nuôi cấy theo một cái lập trình để cho cái tế bào gốc nó phát triển thành cái tế bào đích, tế bào đặc hiệu cần thử nghiệm thuốc. Như là ví dụ như là nó phát triển nó thành một tế bào thần kinh để thử nghiệm sự ảnh hưởng của thuốc lên tế bào thần kinh, hay tế bào cơ tim để xem tác động của thuốc lên cơ tim, để xem các hiệu quả cũng như các tổn thương của thuốc gây nên trên tế bào. Đó là y học tái tạo.
y học tế bào là nó có tiềm năng bị quá cao, được ứng dụng trong các tế bào để tạo ra các tế bào mạnh thay thế các tế bào bệnh lý, cũng như là trong các liệu pháp gen để chuyển gen lành tính, để sửa chữa các gen khiếm khuyết. Thì cái tế bào gốc nó còn một ưu điểm nữa là cái nhiễm sắc thể của nó ở đầu mút nhiễm sắc thể đoạn telomere, cái đoạn đó nó dài hơn nên cái đời sống của các tế bào này nó cũng kéo dài hơn so với các tế bào gốc bình thường. Thì nó nó sẽ tăng cái tính hiệu quả của việc cấy ghép lên. Điều trị ngày nay thì khoảng 80 bệnh được điều trị bằng tế bào máu gốc cuốn gốn. Các bệnh về ung thư máu, các bệnh rối loạn máu như bệnh thalassemia, các rối loạn chuyển hóa và các bệnh khác như bệnh xương đá, hội chứng mô bào. Đây là một bác sĩ của Việt Nam, hiện là đang sống và làm việc tại Singapore, có một phòng nghiên cứu riêng về tế bào máu gốc cuốn gốn ở trường Đại học Quốc gia Singapore. Thì người này, đây là bài báo về cái ông phát triển cái tế bào gốc thành số lượng lớn tế bào da để điều trị cho các bệnh nhân bị bỏng. Kết thúc phần công dụng. Đây là phần kế tiếp là khuyến cáo các trường hợp không nên thực hiện lưu trữ là mắc các bệnh hay dương tính với HIV, viêm gan siêu vi, các bệnh ung thư, các bệnh về máu và tủy, các rối loạn về máu và hệ miễn dịch, bệnh lây lan qua đường tình dục và có thai dưới độ tuổi 18. Sau phần khuyến cáo, đến phần số 6 là chi phí và thời gian. Thì mức giá trung bình để lưu trữ máu cuốn gốn ở các ngân hàng máu cuốn gốn của Việt Nam là 27 triệu cho một mẫu trong năm đầu tiên, và các năm tiếp theo đó là 2,2 triệu cho một mẫu trong mỗi năm. Thời gian lưu trữ tối đa là từ 18 đến 20 năm. Cuối là kết luận trả lời cho câu hỏi của Brainstorm là lấy máu cuốn gốn của trẻ gửi ngân hàng để làm gì? Thì vì trong máu cuốn gốn có chứa một lượng giàu có tế bào gốc, là một nguồn tế bào gốc quý giá có thể lưu trữ lâu dài, có giá trị sử dụng điều trị cho chính bản thân người đó, gia đình cũng như là cộng đồng và xã hội. Mình xin kết thúc bài báo cáo.